cửa hàng với món bánh thịt bò nước tiếng, khách hàng phải order trước 30 năm mới được ăn. What the hell? Đi ăn hàng, chờ đợi đồ ăn trong bao lâu sẽ khiến bạn bực mình? 30 phút, 1 hay 2 tiếng đồng hồ? Dù đồ ăn có ngon đến đâu thì việc chờ đợi cũng là một yếu tố khiến người ta phải cân nhắc. Ấy thế mà một cửa hàng bán thịt nổi tiếng tại Nhật Bản vì sở hữu món bánh mì bò Kobe ngon đến nỗi các thực khách phải đợi hàng năm, thậm chí hàng thập kỷ chỉ để thử chúng. Miss and Delicatessen Ashiya, một cửa hàng bán thịt nổi tiếng ở thành phố Takasago, tỉnh Hyogo của Nhật Bản, sở hữu món bánh mì bò giòn chứ danh kể từ khi mở cửa vào năm 1918. Bánh mì bò Kobe nổi tiếng của cửa hàng bán thịt có nhu cầu cao đến mức mọi người phải đợi hàng năm, thậm chí hàng thập kỷ để nhận được đơn đặt hàng của họ. Vào ngày 28 tháng 4 vừa rồi, một người dùng mạng xã hội có tên Hayashino đã đăng một dòng status với nội dung thông báo rằng anh ấy cuối cùng đã nhận được đơn order bánh mì Kobe của mình từ cửa hàng sau 9 năm mòn mỏi chờ đợi. Ngay lập tức, rất nhiều người đã vào comment và cho biết anh còn may mắn chán vì chỉ phải đợi có 9 năm mà thôi. Nhiều người cho biết gia đình họ đã đặt món bánh này từ khi họ còn là trẻ con. Hiện tại những người này đã lên chức bố mẹ rồi mà vẫn chưa thấy bánh đâu. Thậm chí website của cửa hàng cho biết đơn order lâu nhất là 30 năm. Vì quy trình sản xuất món bánh này rất phức tạp cho nên họ đã ngừng nhận đơn order kể từ năm 2016. Tuy vậy, giá của món bánh này lại chỉ có 2.700 yên, tức là khoảng 21 đô la, gần 500.000 đồng cho một gói 5 chiếc bánh croquette. Nhưng thời gian chờ đợi điên cuồng có thể sẽ khiến bạn phải nản lòng. Theo trang web, việc làm bánh là một quá trình tốn nhiều công sức và chỉ sử dụng loại thịt bò Kobe tốt nhất và hiếm nhất nên chỉ có khoảng 200 miếng được làm mỗi ngày. May mắn thay, Asaya còn có nhiều món ngon khác nhau, bao gồm cả mì thịt bò mà mọi người nói là chết mệt ngay từ phát cắn đầu tiên. Nhưng nếu bạn muốn thứ tốt nhất mà cửa hàng bán thịt huyền thoại cung cấp thì bạn sẽ phải đợi khá lâu đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 24 giờ online, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức và câu chuyện thú vị.